Tối mùng 8 tháng 6 tại trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp tỉnh Vĩnh Phúc, binh chủng Tăng Thiết Giáp và thư viện quân đội phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ nói chuyện chuyên đề với chủ đề Những bông hoa trên tháp pháo. Tham dự chương trình có các đồng chí Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy binh chủng Tăng Thiết Giáp, Thượng tá Mạc Thùy Dương, Giám đốc thư viện quân đội. Chương trình là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Tại chương trình, không gian trưng bày sách gồm các nội dung: trưng bày biểu tượng hoa sen với chủ đề Bác Hồ kính yêu với phong trào thi đua ái quốc, biểu tượng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề Bác Hồ niềm tin yêu qua từng trang sách, biểu tượng xe tăng Việt Nam thể hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Chúng tôi cũng mong muốn là đẩy mạnh cái phong trào đọc sách của nhà trường. Những cái cuốn sách chúng tôi mang đến thì sẽ được giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, giảng viên và học viên của nhà trường. Từ đó thì cũng thúc đẩy phong trào cái văn hóa đọc ở trong quân đội. Trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp là cái nôi của bộ đội Tăng Thiết Giáp Anh Hùng. Trải qua chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, thành viên kíp xe tăng thiết giáp cho quân đội Lào, Campuchia. Nhà trường vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới năm 2009, nhiều năm liền được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Tại chương trình, các nghệ sĩ đã trình diễn các ca khúc như Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Tháng năm nhớ Bác, Thi đua làm theo lời Bác, Trồng cây lại nhớ đến người, Chân lý trong tôi, Hát múa, Sen, Hành khúc dưới mái trường, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống anh hùng của bộ đội Tăng Thiết Giáp. Là diễn giả tại chương trình, Tiến sĩ Lê Doãn Hợp đã trao đổi với cán bộ chiến sĩ trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần thi đua ái quốc, kiến thiết xây dựng đất nước. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò của sách trong đời sống tinh thần của xã hội hiện nay. Một là chúng nói một tí về cái thi đua ái quốc của Bác Hồ. Vì năm nay đúng dịp này chúng ta kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ phát động cái thi đua ái quốc. Mà thi đua ái quốc của Bác là gì? Thi đua là để tìm ra người giỏi. Thi đua là tìm ra người có năng suất cao. Thi đua là tìm ra những người có tài. Và chính đó là thi đua là để mà chọn lựa những người tốt nhất để đào tạo bồi dưỡng. Nhân dịp này, Thư viện Quân đội đã trao tặng sách cho trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp.